Xin chào quý anh chị, em là Thuận, em Hyundai. Thì hôm nay em sẽ làm video hướng dẫn chúng ta về sử dụng chiếc xe Custom 2.0 Turbo này. Là một chiếc xe vận hành rất là mạnh mẽ và có nhiều công nghệ nhất của các dòng xe Hyundai đang được áp dụng trên dòng xe này. Thì nó sẽ có những cái gì? Đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn chúng ta cách bật đèn ha. Bật đèn LED ban ngày này, cũng như là bật đèn xi nhan, cũng như bật đèn sương mù. Thì em sẽ hướng dẫn chúng ta đầu tiên về cách bật đèn nha. Rồi, đầu tiên thì rất đơn giản thôi, thì chúng ta vào trong xe. Thì công tắc bật đèn của chiếc xe này á, thì là nó sẽ nằm ở ngoài cùng này nha quý anh chị. Thì em sẽ mở máy này lên một xíu. Đầu tiên thì chúng ta muốn bật đèn thì chúng ta mở máy lên ha. Rồi, thì chúng ta muốn bật đèn, ở đây thì chúng ta muốn bật đèn pha hoặc là bật đèn code á. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bật đèn code, thì chúng ta sẽ, một là chúng ta sẽ giữ nút auto này. Đó, thì đèn buổi tối tự động lên đèn sau sáng và buổi sáng tự động đèn sau tắt. Hoặc nếu mà chúng ta không thích chức năng auto á, thì chúng ta muốn bật thủ công thì chúng ta sẽ bật xoay đến nút ở trên cùng ở trên đây, thì nó sẽ hiển thị cái trên này là chúng ta đang bật đèn code nha. Rồi em sẽ qua cho chúng ta coi. Khi bật đèn code thì ở đây thì chúng ta thấy ha, thì chỉ có đèn ở phía bên này nó sẽ sáng thôi, chúng ta thấy đây đó, thì chỉ có đèn. Và khi cái đèn led ban ngày, khi mà chúng ta hạ đèn hạ cái phanh tay điện tử xuống á, thì cái cụm đèn led ban ngày ở đây thì nó cũng tự động nó sáng luôn nha quý anh chị, chứ chúng ta cũng không cần bật thao tác khác kiếm nha. Rồi từ vị trí đèn code như vậy thì chúng ta muốn bật đèn pha thì chúng ta sẽ bật như thế này. Rồi từ vị trí này chúng ta đẩy xuống, nó hiển thị cái đèn màu xanh ở đây đó. Hoặc là chúng ta ở vị trí auto, chúng ta bật cái auto này thì là tính năng đèn pha tự động thích ứng, thì nó khi mà chúng ta chạy tốc độ trên 40 km/h mà không gặp phương tiện cùng chiều ngược chiều thì nó sẽ tự động bật đèn pha chúng ta nhé. Còn mà chúng ta muốn bật thủ công thì chúng ta cứ xoay lên trên cùng này và chúng ta đẩy xuống, khi nào có hiển thị màu xanh này là chúng ta đang bật đèn pha. Đó, đây là đèn pha nha quý anh chị. Đó, khi chúng ta bật đèn pha thì là cái độ sáng của bốn cái bóng led ở ngoài cùng ở đây là nó cũng tự động nó sáng luôn. Ở đây thì chúng ta có chữ led performance. Rồi, chiếc xe này thì nó sẽ có đèn gầm nữa, thì chúng ta sẽ bật như thế nào ha. Rồi khi chúng ta bật đèn bình thường thì chúng ta muốn bật đèn gầm á, thì chúng ta sẽ, ở đây chúng ta sẽ có nút lấy đây. Chúng ta lấy khi nào mà cái đèn ở đây có cái chữ, nó sẽ có đèn màu cam đây, nó sáng lên thì chúng ta nó bật đèn gầm ha. Em ra quay cho chúng ta coi luôn. Đó, thì thường đèn chiếc xe này thì nó gọi là đèn sương mù. Cái đèn sương mù thì nó chỉ sáng ở phía sau này thôi, nó sẽ sáng một bên nha quý anh chị, nó chỉ sáng một bên thôi nha. Còn cái đèn ở giữa là cái đèn xi nhan, đèn xi nhan là cái đèn ở dưới này, cái đèn ở dưới này là đèn xi nhan nha, chứ hai đèn ở dưới này, đèn gầm này nó không có sáng nha. Đèn ở phía dưới này là đèn xi nhan, đèn dưới này là đèn xi nhan này, đèn này là đèn led ban ngày này, đèn ở phía bên này là đèn code này, đèn ở đây là đèn pha này. Đó là về đèn của chiếc Hyundai Custom nha. Đèn xi nhan thì nó sẽ có đèn ở đây, đèn trên gương chiếu hậu và cái đèn xi nhan ở phía sau. Đó, ví dụ chúng ta sau này muốn nâng cấp cái đèn xi nhan lên đây thì vẫn làm được nhé, bên em vẫn hỗ trợ làm cho quý anh chị luôn. Rồi, đó là về hệ thống đèn của chiếc xe này. Thì chiếc xe này thì nó chưa có là gạt mưa tự động nha quý anh chị, thì chúng ta vẫn sử dụng gạt như bình thường. Rồi thì em sẽ hướng dẫn tiếp theo cho chúng ta về các thao tác. Rồi với xe bình thường thì chúng ta chỉ cần ấn khóa này là cũng tự động là mở, khóa cửa là tự động gập gương ha. Còn mở cửa là tự động là nó sẽ mở gương ra. Thì trong một số trường hợp mà chúng ta đóng cửa chưa kín thì nó, chúng ta khóa cửa thì không tự động gập lại nhé. Đó, chúng ta thấy nhá, em mà nút khóa rồi nó vẫn không tự động gập lại, vẫn mở thôi. Đó, trong trường hợp một số chúng ta sử dụng xe, nếu mà trong trường hợp mà nó không có ấn khóa mà nó không gập gương lại á, thì là chúng ta sẽ là do chúng ta đóng chưa kín cửa ha. Rồi ngoài ra trong một số trường hợp khi mà chúng ta gập gương lại, nút gập gương ở trong này rồi, rồi sau khi chúng ta ra xe chúng ta khóa lại xong rồi chúng ta ấn mở ra thì gương của chúng ta nó sẽ không tự động mở ra nha, thì chúng ta phải là ấn vào trong này lại một lần nữa thì lúc đó thì chúng ta mới sử dụng chìa khóa được. Rồi đó, đây cho quý anh chị. Rồi ngoài ra thì chiếc xe trên chìa khóa này thì chúng ta sẽ có là mở cửa lùa từ xa này,
Đó thì chúng ta muốn ấn cửa lùa bên nào thì chúng ta sẽ mở cửa lùa bên đó. Rồi chúng ta muốn mở cốp thì chúng ta giữ cái nút ở dưới cùng này. Chúng ta chỉ cần giữ nút hold này thôi nhé, là cốp tự động chúng ta sẽ mở lên. Rất là hay. Đó, rất là thuận tiện. Trong một cái chìa khóa của chúng ta thì chúng ta sẽ khi mà xuống thì chúng ta phải luôn luôn giữ cái nút này nhé. Còn mà khi mà ấn lên thì chúng ta chỉ cần giữ một xíu thôi. Còn khi mà đóng xuống thì chúng ta phải giữ khi nào mà cái cốp chúng ta đóng lại kín thôi mới được. Đó. Bởi vì trong trường hợp thì chúng ta sợ nó bị kẹt tay nhé. Còn cửa lùa thì chúng ta sẽ có các phương pháp để chúng ta mở cửa lùa này. Thì phương pháp đầu tiên là chúng ta sẽ là ấn kéo này ra là tự động mở lại nha quý anh chị. Ngoài ra thì chúng ta ở trên ghế tài thì chúng ta sẽ có một cái nút ở đây. Chúng ta cũng ấn cái nút này để chúng ta mở cửa lại. Đó. Rất nhiều thao tác nha quý anh chị. Ngoài ra ở trong xe thì chúng ta sẽ có một cái lẫy để chúng ta kéo lại. Rồi cái nắp bình xăng của chiếc xe này thì chúng ta sẽ có nắp bình xăng ở đây. Ở chỗ tay cái bể tì tay ở đây. Và chỗ cái tắp bi cửa ở đây thì chúng ta sẽ có nút nắp bình xăng. Thì chúng ta ấn nút này. Đó. Khi mà chúng ta mở nắp bình xăng này, chúng ta mở cửa lùa thì chắc chắn là sẽ không mở được nhé. Khi chúng ta mở nắp bình xăng thì chúng ta mở cửa lùa thì sẽ không bao giờ mở được. Đó thì trong trường hợp thì chúng ta sợ kẹt, mở cửa ra nó bị kẹt chẳng hạn thì là, đó, bên chị này ha. Đó, khi mà em mở nắp bình xăng thì nó sẽ không tự động mở cửa được. Rồi, đó là về ở ngoài ha. Rồi, ở phía sau này thì em có sẽ giới thiệu chúng ta một xíu về ở phía sau này. Về cái thao tác sử dụng xe, chiếc xe này thì cơ bản thì nó cũng giống như các dòng xe khác thông thường. Rồi, ví dụ như chiều cao của cốp này chúng ta muốn nó hạ thấp xuống chẳng hạn. Ví dụ như mở cái này là chúng ta thấy cao quá, nếu mà chúng ta thấy cao quá đúng không, thì chúng ta sẽ đẩy lên. Đó, còn chúng ta từ một đây chúng ta đẩy lên nha. Còn cái này chúng ta muốn thấy nó thấp quá, chúng ta muốn thấp xuống thì chúng ta kéo và chúng ta giữ nút này giùm em mà được. Khi nào nghe tiếng tít tít là chúng ta đã set cái đồ mở thành công rồi. Rồi ở hàng ghế này thì chúng ta muốn gập xuống thì chúng ta chỉ cần thao tác chúng ta kéo dây này. Kéo dây này, rồi chúng ta đẩy xuống một cái thôi. Là tự động sẽ gập xuống. Đó, rất là dễ dàng nha quý anh chị. Rồi, còn về móc lốp dự phòng của chiếc xe này thì chúng ta cái móc lốp dự phòng thì nó sẽ nằm ở dưới này nhé. Đó, thì ở đây thì chúng ta muốn mở để sử dụng móc lốp dự phòng thì chúng ta phải có một tua lô vít, chúng ta mở cái nắp này ra. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy một cái ốc và cái tay mở này ở đây thì chúng ta sẽ xoay chúng ta hạ xuống, sau đó thì chúng ta sẽ kéo cái lốp dự phòng ra. Đó, rất là đơn giản nha quý anh chị. Rồi thì về ngoài thoát về mở nắp capo chiếc xe này thì chúng ta chỉ cần kéo này ra. Đó, kéo này ra và chúng ta sẽ ở giữa cái vô lăng này thì chúng ta sẽ có một cái lẫy ở đây và chúng ta đẩy lên là được. Rất đơn giản nha quý anh chị. Rồi về chiếc xe này thì chúng ta sẽ có đó là nhờ ghế tạm hướng ha. Đầu tiên chúng ta muốn tiến lên trước thì chúng ta sẽ đẩy lên đây và chúng ta đẩy về sau thì chúng ta đẩy ở đây. Rồi chúng ta muốn đẩy lên cao thì chúng ta sẽ đẩy lên đây. Đó. Và chúng ta đẩy xuống thấp thì chúng ta sẽ đẩy xuống này. Và chúng ta sẽ có đó, chúng ta điều chỉnh độ ngả lưng như thế này. À, rất là dễ dàng nha quý anh chị. Rồi. Đây là không gian cách để mà em hướng dẫn cho chúng ta ha. Ở đây thì là cách để chúng ta, ví dụ như chúng ta gương tất cả bốn kiện của chiếc xe này á là đều là lên xuống tự động hết. Chúng ta muốn xuống thì chúng ta ấn nút này. Đó, tự động một chạm và có tính năng chống kẹt á. Chúng ta muốn lên thì chúng ta sẽ móc lên. Rất đơn giản nha quý anh chị. Cái nút này để chúng ta mở cửa và khóa cửa trung tâm này. Đó. Đó, chúng ta nút này khóa này, nút này mở này. Còn nút này trong trường hợp chúng ta đi vào trung đường kẹt hay gì đó thì chúng ta muốn gập lại, gương lại thì chúng ta ấn nút này. À, gương chúng ta sẽ gập. Rồi, còn nút này là chúng ta sẽ điều chỉnh gương nhé. Khi nào chúng ta điều chỉnh qua trái hay qua phải thì chúng ta sẽ dùng cái này. Ví dụ chúng ta muốn điều chỉnh gương bên trái thì chúng ta sẽ gạt qua trái. Và chúng ta sẽ có bốn nút là lên bên trái, bên phải, lên trên, lên xuống đây.
rất là dễ dàng nha quý chị, để chúng ta điều chỉnh gương bên này. Còn chúng ta gạt qua bên phải á, thì chúng ta sẽ để điều chỉnh gương ở bên này. Rồi, cái cam 360 thì chúng ta khác với các dòng xe khác thì chúng ta sẽ bấm vào nút này. Nhưng mà đối với dòng xe này thì chúng ta phải về D thì chúng ta mới bấm được cái nút cam 360 này. Chúng ta sẽ ấn cái nút view này đây. Là nó sẽ hiển thị trên cái màn hình này. Do cái cam của chiếc xe này chúng ta phải về D thì chúng ta mới bật cam 360 được. Còn để chúng ta để về P bình thường thì chúng ta sẽ không bật được nha quý anh chị. Rồi ở trên phím này thì chúng ta sẽ có lệnh chuyển số trên vô lăng. Thì để sử dụng lệnh chuyển số vô lăng thì chúng ta ở vị trí D thì chúng ta muốn lên số thì chúng ta ấn nút này. Còn chúng ta muốn về số thì chúng ta sẽ ấn nút này nha quý anh chị. Rất là đơn giản. Đó, thì cái chức năng của lệnh chuyển số trên vô lăng thì giúp chúng ta chủ động lên số và xuống số một cách nó mượt mà, giúp xe của chúng ta nó dễ dàng, chúng ta sẽ linh hoạt hơn. Còn ví dụ như chúng ta muốn coi cảm biến xuất lốp thì chúng ta sẽ coi như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta sẽ ấn cái nút màn hình này. Đó, chúng ta sẽ ấn màn hình. Đó, thì chúng ta sẽ ấn đây, chúng ta coi giùm em nhé, ấn đây một lần nữa. Tới chỗ cái đây. Đó, nếu mà chúng ta sẽ không thấy thì chúng ta sẽ gạt xuống một xíu nữa. Đó. Atten level này. Đó, chúng ta type pressure là chúng ta sẽ coi cảm biến xuất lốp ha. Ở màn hình này quý anh khách chú ý giùm em thì ở đây chúng ta sẽ có là báo tốc độ của xe này. Ở đây báo vòng tua này. Và điểm đặc biệt của chiếc xe này thì chúng ta sẽ có chữ C và chữ H đây. Là cái chỗ màu vạch xanh xanh ở đây là chúng ta sẽ báo nhiệt độ nước làm mát ha. Nếu chúng ta đi xe bình thường thì nó sẽ báo không quá vạch ở dưới này. Nhưng khi mà chúng ta thấy cái vạch xanh đầm này nó vượt quá cái vạch ở giữa thì chúng ta phải dừng xe lại, chúng ta muốn nắp capo để chúng ta kiểm tra xem thứ nước làm mát hay là một số cái chi tiết trong xe, trong khoang động cơ nó còn hoạt động hay không. Như như quạt làm mát này, hay nước làm mát nó còn đủ hay không. Nếu chúng ta không biết nguyên nhân nó như thế nào mà cái nhiệt độ động cơ nó lên quá cao như vậy thì chúng ta phải dừng ngay lập tức và chúng ta lên hệ hãng gần nhất để chúng ta kiểm tra nha quý chị. Rồi, các tính năng ở bên này thì chúng ta sẽ có, ở đây là chức năng hỗ trợ giữ làn nha quý chị. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có vô lăng này. Đó, cái tính năng này là thứ là nó sẽ hoạt động cho xe của chúng ta ở mọi giải tốc độ nha quý anh chị. Khi mà chúng ta đi vào những cung đường nào có len đường mà cái vô lăng này nó sẽ, chúng ta bật lên mà vô lăng này nó có màu xanh á thì nó sẽ chủ động nó sẽ giữ vô lăng cho chúng ta luôn. Vậy nó sẽ luôn luôn giữ xe của chúng ta ở giữa cái len đường. Đó, giúp chúng ta, đặc biệt khi chúng ta đi đường cao tốc nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ thoải mái hơn. Còn đây là một cái tính năng, đây cũng là gọi là tính năng hỗ trợ xe ở trong len đường, nhưng mà cái tính năng này nó sẽ hoạt động khi xe chúng ta chạy tốc độ trên 60 km/h nha. Đó, và chiếc xe này nó cũng có tính năng là đèn pha tự động thích ứng. Khi mà chúng ta bật cái nút auto đây, chúng ta xoay cái này ở mức auto và chúng ta sẽ đẩy xuống thì xe của chúng ta vẫn có tính năng đèn pha tự động thích ứng như hồi nãy em nói. Khi mà chúng ta chạy tốc độ trên 80 km/h, xe của chúng ta gặp phương tiện đối diện nó không tiện ngược chiều thì sẽ tự động tắt đèn pha và hạ đèn cốt xuống để tránh chói phương tiện phía trước. Rồi xe của chúng ta sẽ còn nhiều ghế hai vị trí nha quý anh chị. Để xét nhiều ghế vị trí nó cũng rất đơn giản. Thì chúng ta sẽ là điều chỉnh cái ghế nó phù hợp nhất và chúng ta sẽ chọn ở nút set này. Và chúng ta sẽ ở nút 1. Đó là vị trí của chúng ta. Còn ví dụ như trong gia đình như vợ của chúng ta hay là một người khác ngồi một cái hướng khác nhau thì chúng ta sẽ điều chỉnh hết của người đó và chúng ta cũng ở nút set và chúng ta ở vị trí 2. Đó, sau khi chúng ta lên xe thì chúng ta sẽ chỉ cần ấn nút 1 và nút 2 là chúng ta sẽ điều chỉnh lại mức ghế chúng ta lại phù hợp thôi. Còn ở đây á, là cái xoay này là chúng ta sẽ điều chỉnh độ cao của đèn cốt ha. Trong trường hợp khi mà chúng ta đi trong ngoài đường mà thấy cái đèn cốt của chúng mình cao quá thì chúng ta sẽ đẩy xuống ở mức 1 hoặc mức 0. Ở nó sẽ mức thấp nhất. Đó, còn nút này là để chúng ta tắt bật cảm biến trước nhé quý anh chị. Trong trường hợp khi mà chúng ta chạy ở trong đô thị á, mà xem tiếng cảm biến nó kêu to quá, nhiều quá thì chúng ta sẽ nút này để chúng ta tắt bớt ha. Còn nút này là để chúng ta là tắt cái tính năng là cân bằng điện tử, traction control disable. Thì trong trường hợp khi mà chúng ta mà đi những con đường bùn, đường cát rồi đó mà nó bị tắc, nó bị lầy lội và chúng ta có thể lên được á, thì chúng ta sẽ tắt cái tính năng cân bằng điện tử này. Thì nó sẽ giúp cái độ bám của cái bánh xe nó khỏi bám lún sâu. Tức là khi mà chúng ta gặp lầy á, thì bánh xe nó càng có độ bám thì nó sẽ càng bị lún sâu hơn. Thì chúng ta tắt cái này để nó giảm độ bám như mặt đường. Còn bình thường khi chúng ta chạy thì chúng ta luôn luôn phải bật cái tính năng này. Còn cái vô lăng, vô lăng ở đây thì chúng ta sẽ điều chỉnh lên xuống được ha. Đó rồi, còn về gạt mưa thì chúng ta cứ gạt xuống là chúng ta gạt mưa bình thường ha. Chúng ta kéo xuống ở phía này là chúng ta sẽ xịt nước, còn chúng ta đẩy về phía này là chúng ta sẽ gạt mưa sau. Còn ở đây thì chúng ta sẽ nút start stop, thì ở đây thì chúng ta sẽ ở nút này để chúng ta cài đặt ha. Còn đây là cần số chiếc xe này. Thì ở đây thì chúng ta đầu tiên em sẽ nói về chế độ drive mode ha. Thì xe của mình nó sẽ có 4 chế độ Smart, Eco, Comfort và Sport ha. Mỗi chế độ sẽ thích ứng cho chúng ta khác nhau. Chúng ta muốn chỉnh chế độ thì chúng ta cứ ấn nút lấy này giùm em ha.
Cái thời cận này khi chúng ta đang chạy bình thường thì chúng ta vẫn ấn lấy để chúng ta thay đổi chế độ bình thường được. Ví dụ chế độ Eco và chế độ Comfort là chủ yếu khi nào chúng ta đi ở trung đường đô thị, đặc biệt là chế độ Eco khi mà chúng ta ở cung đường mà tắc đường nhích nhích từng xíu một đó, là chế độ tối ưu quá trình chúng ta tiết kiệm nhiên liệu ha. Ở chế độ này thì xe của chúng ta sẽ chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhưng mà nó sẽ có độ ì về chân ga nha. Chế độ Comfort cũng vậy nhưng mà nó sẽ thoải mái hơn một xíu, vô lăng chúng ta sẽ nhẹ hơn. Còn chế độ Sport thì là khi đó thì chúng ta sẽ gia tăng một cái lượng nhiên liệu nhiều hơn ở chế độ bình thường. Vô lăng của chúng ta sẽ nặng đầm và chắc hơn và độ nhạy trên ga chúng ta sẽ tốt hơn, giúp chúng ta đi tốc độ cao nó an toàn hơn. Còn chế độ Smart là chế độ xe tự động điều chỉnh cái chế độ lái cho chúng ta. Khi mà chúng ta đi những cung đường bình thường, chúng ta chạy tốc độ bao nhiêu đó thì xe tự động là điều chỉnh cái chế độ lái để thích hợp nhất cho chúng ta. Rồi, còn về màn hình này, còn về cần số này thì nó giống như chiếc Santa Fe vậy đó. Ví dụ như khi chúng ta ấn đề máy, chúng ta đạp phanh và chúng ta ấn nút đề Start Top, chúng ta muốn đi, chúng ta ấn nút đề D là chúng ta đi. Còn N là chúng ta số mo, còn R là số lùi, P là chúng ta đầu xe. Vì đây là cần số điện tử, khi mà chúng ta mở cửa ra cái tự động là nó sẽ về P cho chúng ta, rất là an toàn. Cái màn hình trung tâm của chiếc xe này thì là màn hình trung tâm, nó sẽ điều khiển hết tất cả các tính năng mà chúng ta muốn cài đặt trên chiếc xe này. Thì đầu tiên thì trên chiếc xe này thì chúng ta sẽ có đó là về cài đặt về ghế ha. Đầu tiên chúng ta muốn chỉnh máy lạnh thì chúng ta sẽ nút low này. Đó, thì cái nút low này thì vào chúng ta sẽ điều chỉnh máy lạnh ha. Nếu chúng ta muốn tăng nhiệt độ thì chúng ta ở nút này chúng ta tăng, còn chúng ta muốn giảm nhiệt độ thì nó giảm. Còn đây là chúng ta điều chỉnh hướng gió ha, chúng ta muốn vừa ở dưới chân mà vừa ở trên mặt, hoặc là ở dưới chân không, hoặc là chúng ta vừa ở dưới chân mà chúng ta xài kính trước luôn. Xài kính trước là sao? Khi mà trong trường hợp khi mà chúng ta mà đi trong đường đông đô thị đó, là đi trời mưa to mà sương nó bám vào đây thì chúng ta sẽ bật xài kính trước để nó làm khô cái kính đằng trước này. Còn nút này là để chúng ta xài kính sau ha. Chúng ta bật cái nút này á là nó sẽ xài kính sau trong trường hợp khi mà chúng ta đi trời mưa to kính nó bám vào đây á. Sương nó bám hai gương chịu hồi thì chúng ta sẽ bật cái nút này để chúng ta xài hai kính sau đó. Rồi nút này chúng ta xài kính trước như hồi nãy em nói ha. Rồi. Rồi, còn ở đây thì là khi mà chúng ta lấy gió trong thì chúng ta sẽ ở nút này. Còn ở trong ngoài thì chúng ta sẽ thả nút đó. Còn nút này là chúng ta bật máy lạnh nha. Tắt bật máy lạnh. Còn bên này thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái tốc độ gió bên này. Đó. Rồi, điều hòa và chúng ta sẽ qua một ghế ha. Đặc biệt trên người lái thì chúng ta sẽ điều chỉnh được hết tất cả các ghế ghế lái này. Là chúng ta có thể điều chỉnh được bằng thao tác ở trên đây. Chúng ta sẽ bật làm mát ha. Và chúng ta bật sấy ha. Ghế phụ cũng vậy. Ghế phụ thì chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được cho nó lùi ra phía sau. Hoặc là chúng ta sẽ cho nó tiến về trước, cho nó gập về phía trước là chúng ta sẽ điều chỉnh ở trên này. Đó, hoặc là chúng ta sẽ làm mát hay sấy là chúng ta ở ghế phụ là chúng ta làm được ở trên này được hết. Còn ghế ở phía sau thì chúng ta sẽ có 3 chế độ nhớ ghế vị trí thì chúng ta sẽ tự động ấn để chúng ta cài đặt ở trên này luôn. Rất là hay. Trên cái màn hình này thì chúng ta sẽ điều khiển được hết tất cả các tính năng ở trên xe. Đó. Rồi, ngoài ra thì máy lạnh xong rồi thì chúng ta sẽ muốn vào cài đặt xe thì chúng ta sẽ vào một menu. Để chúng ta sẽ cài đặt ha. Đó, em tắt rồi. Rồi, thì cái mục đó thì là đầu tiên, rồi cái thứ hai nó để chúng ta vào cài đặt của xe. Thì chúng ta muốn cài đặt tất cả các tính năng trên xe thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta muốn kết nối Bluetooth. Thì chúng ta sẽ vào đây, thì chúng ta sẽ vào thêm một thiết bị ha. Và chúng ta sẽ vào khởi. Đó, thì chúng ta sẽ vào trong cái màn hình của chúng ta, vào màn hình điện thoại chúng ta và chỗ Bluetooth để chúng ta tìm thông tin xe. Thiết bị là custom. Âm thanh thì chúng ta sẽ vào một âm thanh để chúng ta điều chỉnh vùng này. Đó, chúng ta sẽ điều chỉnh vùng âm thanh ở đây. Đó, hoặc là trung tâm thì chúng ta ấn trung tâm. Còn ở đây thì chúng ta sẽ điều chỉnh các cái hướng của xe ha. Còn đây là cài đặt chung về ngôn ngữ tiếng Việt hay tiếng Anh là chúng ta thể cài đặt đây. Còn cam 360 thì chúng ta sẽ coi đầu tiên là chúng ta sẽ coi về chế độ phía trước này. Và là chế độ bên trước, bên trái, bên phải thì chúng ta sẽ cài đặt cam 360 nó sẽ nằm ở đây ha. Còn về màn hình, độ sáng, ở đây là cài đặt về nâng cao ha. Thông tin hệ thống đó. Rồi, màn hình của chiếc xe này thì em đang nhìn rất là mượt nha quý anh chị. Thì ở đây thì em sẽ hướng dẫn chúng ta cài đặt về xe ha. Cài đặt về xe thì ở đây thì chúng ta sẽ có là hỗ trợ lái ha, an toàn lái xe, an toàn đếm mù. Nếu mà chúng ta muốn cài đặt đếm mù nó chỉ vừa hỗ trợ chủ động này, quý anh chị ở đây thì chúng ta sẽ đọc để chúng ta hiểu được ha. Như hỗ trợ tránh và va chạm, việc đưa ra cảnh báo và kiểm soát xe khi phát hiện có nguy cơ va chạm ở điểm mù của xe.
Thì khi mà đặc biệt của điểm mù này thì nó sẽ vừa phát âm thanh, nó vừa can thiệp vào hệ thống lái cũng như là về cái phanh của chúng ta luôn. Trong trường hợp khi mà có điểm mù ở phía sau, chúng ta đi lên mà chúng ta thấy mà chúng ta không điều chỉnh được cái tốc độ thì nó tự động nó sẽ can thiệp vào hệ thống lái cũng như hệ thống phanh để giảm tải cái nguy hiểm cho chúng ta ha. An toàn đỗ xe này tức là tính năng hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi lùi á. Đó. Trên cái xe này thì nó sẽ có đầy đủ hết cho quý anh chị luôn. Đó. Đèn thì ở đây chúng ta sẽ có các chế độ đèn ở trong này. Cốp thông minh hay gì đó thì chúng ta cũng vào này để chúng ta cài đặt ra. Ví dụ như trong trường hợp khi mà chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ có tự động khóa cửa. Khi chúng ta chạy tốc độ trên 20 km giờ thì tự động khóa cửa thì chúng ta sẽ vào một cửa và chúng ta sẽ mở vào cái khóa key tăng tốc ha. Cái khóa key vào số D chẳng hạn. Rồi tự động mở khóa khi chúng ta đậu xe chúng ta ấn số P là tự động nó sẽ mở cửa hai cửa phía sau cho khách hàng ở phía sau đi ra được. Còn đây thì anh sẽ đặt là đã khi mà tắt máy. Cúp điện thì là nó sẽ có tính năng cúp điện thông minh. Tức là khi mà chúng ta đi ra phía sau mà chúng ta mang chìa khóa thì tầm 5 giây tự động mở thì chúng ta sẽ có đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có cài đặt cái chiều cao của cúp. Chẳng hạn vì mình muốn thích thay đổi chiều cao như thế nào thì chúng ta sẽ mục vào cài đặt chiều cao. Còn chúng ta muốn mức 1, mức 2 thì chúng ta sẽ không cài đặt chiều cao được nha quý anh chị. Rồi cửa trượt mở điện tự động, trượt thông minh tức là khi mà chúng ta mang chìa khóa ở phía sau á, thì chúng ta đứng gần hai cửa lùa nó cũng tự động nó sẽ mở cửa chúng ta luôn. Còn về tiện nghi chúng ta sẽ có sạc không dây, cần gạt mưa tự động ở phía sau. Đó, khi mà chúng ta về xuống lùi thì nó tự động gạt mưa ở phía sau nhé. Rồi đó là về cùng đồng hồ nha quý anh chị. Về chung rồi lái, hỗ trợ lái xe thì tất cả các tính năng đều nó sẽ hiển thị ở trên này để chúng ta cài đặt nha quý anh chị. Đèn. Đã hỗ trợ điều chỉnh đèn pha tính năng AHB á, tức là tính năng mà khi mà chúng ta chạy ở tốc độ rồi cao mà bật đèn pha nó tránh chói phương tiện phía trước á, thì là chúng ta sẽ bật ở đây. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có về cái bản đồ của xe. Bản đồ của xe thì nó rất là mượt nha quý anh chị. Ở đây thì chúng ta sẽ có vào một địa điểm ha. Chúng ta tìm địa điểm nó rất là nhanh. Ví dụ như chúng ta muốn tìm đi đâu thì chúng ta sẽ tìm đi đó. À, chợ Thủ Đức chẳng hạn. Nó mượt hơn các dòng mà thông thường. Đó, chúng ta sẽ vào đây. Đó, chúng ta sẽ tung vào lộ trình thì nó rất là nhanh. Nó mượt hơn các dòng mà bản đồ thời trước và nó sẽ hiển thị lên nhiều thông tin hơn. Ở đây thì là chúng ta sẽ cài đặt hết tất cả các thông tin ở xe là chúng ta có thể đặt cài đặt trên này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có là hướng dẫn các thông tin ở trên xe. Chúng ta có thể vào mục này trò chuyện. Đó. Thì nó rất là hay. Chiếc xe này thì em nhấn mạnh là nó rất thông minh. Ngoài ra thì trên này thì chúng ta sẽ có là mở cửa này. Mở cửa này thì chúng ta sẽ mở cái gương ở phía sau. Chúng ta đóng lại cho chúng ta này chúng ta. Cửa sau là chỉ có mở cái rèm thôi nha quý chị. Còn cửa trước là chúng ta đóng kín thôi. Cái nút này để chúng ta mở cửa phía trước ha. Còn cái này là chúng ta sẽ làm mở cửa luôn này. Cái này chúng ta bật cái tính năng này chúng ta mở cửa tự động đèn nó sẽ sáng. Đặc biệt khi mà chúng ta lái xe vào buổi tối ha. Chúng ta đóng lại tự động nó sẽ tắt. Rồi, về đó về các thông tin ở trên xe ha, các tính năng cài đặt của trên xe. Về chúng ta thấy mở cửa tự động, mở cả là tự động nó cửa nó sẽ tự động lùi ra nha quý anh chị. Về cam 360 của chiếc xe này chúng ta sẽ phải về P ha. Về chiếc xe của chúng ta thì chúng ta sẽ có là ghế này thì nó sẽ có ghế điều chỉnh hết điện tất cả các hướng điện luôn. Đây là hướng cái bệ thì tay này, đó, cái bệ chân này. Nhưng đây là đó, cái này là chúng ta sẽ là thụt ra thụt vào này. Đó, chúng ta muốn nó thụt vào thì chúng ta một nút thôi. Rồi cái này thì chúng ta sẽ điều chỉnh lên xuống. Đây chúng ta muốn tăng độ cao lên, đó. Cái này là chúng ta sẽ điều chỉnh độ ngã ha. Còn ba cái này á là ba cái chế độ mà lái thư giãn nhất. Cái này là cái lúc mà chúng ta sẽ điều chỉnh cái mức thoải mái nhất ha. Nó tức là cái độ ngã nó sẽ ra ở phía sau luôn. Còn này lúc mà chúng ta điều chỉnh cái độ ngã bình thường là chúng ta sẽ về vị trí ban đầu giống như vị trí này. Nó ngồi như này. Còn cái này là lúc này chúng ta đó, điều chỉnh. Rồi. Cái này cũng hai cái bệ tỳ tay của chiếc xe này á, khi mà chúng ta mà ngồi mà nở quá thì chúng ta sẽ gần đây để chúng ta sẽ điều chỉnh bệ tỳ tay. Nó rất là thoải mái nha quý anh chị. Chúng ta không sợ bị như ở cái độ ngã như này nó sẽ cao quá thì chúng ta sẽ ở nút này thì chúng ta điều chỉnh nó sẽ thấp xuống. Đó. Nó có thể thấp xuống như thế này luôn được nha quý anh chị. Rồi ở phía sau này thì chúng ta sẽ có cống sạc không dây rồi như là có làm mát này rồi các cống sạc ở phía sau rất thuận tiện chúng ta sử dụng. Đó, về chiếc xe này thì nó sẽ có rèm cửa luôn ha. Cái rèm này thì nó sẽ mang tính
riêng tư cho người ngồi ở phía sau. Đó, chúng ta chỉ treo lên đây này và chúng ta có rèm ở phía sau. Đây là không gian nội thất ở phía trước, đó là riêng tư cho khách hàng, khách hàng sử dụng thôi nha quý anh chị. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có bàn bàn làm việc ha, bằng cách là chúng ta ấn nút này. Và chúng ta lấy cái này ra là chúng ta sẽ có là cái đó, đây cái bàn làm việc của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng như quý anh chị thì nó như thế này, và chúng ta không sử dụng thì chúng ta sẽ đẩy lên rất thuận tiện. Ví dụ chúng ta mở cửa trong xe thì chúng ta sẽ mở như này, bạn gọi lấy này, chúng ta kéo cái thôi, kéo cái là chúng ta sẽ mở xong cái lấy này, rất đơn giản như quý anh chị. Rồi em cũng đã giới thiệu chúng ta về chiếc Hyundai Custom bản 2.0 cao cấp này rồi, thì cơ bản về những cái tính năng option của chiếc xe này thì nó quá nhiều đi. Về chi tiết mà quý anh chị không có hiểu về cách sử dụng, cách vận hành của chiếc xe này nữa thế nào nữa thì quý anh chị cứ liên hệ em số điện thoại là 0962 385 818 ha. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Thì ở đây thì là chúng ta sẽ có cái radar trong cái tính năng hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước ha. Khi chúng ta chạy tốc độ 10 tới 60 km/h trong thành phố, khi mà không có phương tiện phía trước hoặc là phương tiện cùng chiều nó tự động là dừng đột ngột đó, thì xe của chúng ta sẽ tự động là can thiệp lại là phanh lại đó. Còn ở trên này thì chúng ta sẽ có camera ở phía trên này để hỗ trợ cho chúng ta về cái tính năng như là hỗ trợ gì lên đường này, rồi tính năng là đèn pha tự động thích ứng này. Đó là về những cái chiếc xe này. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều đã coi và xem video của em ha. Rồi và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.